Chị rất là bất ngờ, không ngờ là chị đẹp như thế. Chị em bóc phốt xoá nám đa được vào Hami Melasma tại Arena. Hôm trước là vịt, thì bây giờ là thiên nga rồi đấy. Ngày trước là chị là bị nám tàn nhang hai bên má này, trông già kinh khủng luôn. Mình cảm thấy rất vui, tự tin hơn rất nhiều. Có một chị cũng ở gần đây, chị nên đến thì chị nói chuyện. Chị hỏi là chị bao nhiêu tuổi thôi, thì chị bảo là em 50. Thế là chị bảo ôi thật đấy á, tôi không nghĩ là cô như thế. Thì chị ấy bảo là tôi chỉ tưởng cô khoảng tầm 40 thôi. Ủa, chị nhìn thấy là chị mừng lắm ấy. Ừ, đến buổi hôm nay là chị thấy gần như là những cái vết nám của chị là nó gần hết sạch rồi em nhở. Ừ, mà chị thấy này, da chị nó còn kiểu khỏe lên ấy. Ừ, nó căng bóng và nó trắng hồng ấy em nhở. Lúc đầu như là chị cũng sợ đau lắm, nhưng mà không ngờ là lúc làm là bác sĩ làm mát tay lắm. Chị không có cảm giác đau hay là khó chịu gì em ạ. Kiểu như là nằm mình cảm thư giãn thôi ấy. Mọi người khen mình trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Tự bản thân mình cũng thấy là mình vui vẻ hơn, mình tự tin hơn. Chị xem nhiều chứ tìm hiểu nhiều ấy. Nhưng mà chị thấy ở đây chữa có những cô mà bị nám 20 năm thì còn hơn chị nhiều. Đúng rồi. Thế mà bên em đã chữa khỏi thì chẳng không có lý do gì để mà chị không khỏi đây. Đúng không ạ? Vâng, thôi. Nhắn tin để lại số điện thoại hoặc gọi ngay 094 567 4242 để được bác sĩ đồng hành tư vấn miễn phí.